Trời thật ơi, cái lẩu ăn hết trơn rồi còn đâu nữa đổ. Cái này nó cứng hay nó mềm đây nè, sợ cứng ngắt ăn nổi không nổi. Không nổi thì người ta mà nhai đại đi. Giòn. Cho chó mềm mềm. Không có cái này dài gì tư ăn cái này nè. Ờ trong này đi. Đây hơi là nó cứng gì. Ừ. Mới chiên ăn được. Mới chiên này nó giòn. Gan cỏ không có, mẹ chỉ chân ăn cha ơi. 80 tuổi rồi còn gì nữa. Sang cứ ngồi luôn đi Sang. Hay là mày đợi lên chở lên thác tuần nữa chở mày. Không có ham ăn mà ham nhậu. Nó nhậu để chở má nó gì chứ mà bà lè. Nó đi tôi sợ nó nhậu muốn chết. Vậy cái gì hả? Nó gặp thằng Nguyên là thằng kia nó kêu nó đậu quá. Thằng Nguyên có Nguyên gì đó nha. Có ham ăn mà nó khó nhậu. Có Nguyên ba chọc kìa. Gì hả? Nhưng có nó đi là nó kêu nó kéo à. Mà là có Nguyên của bà chú chắc gì ngày qua bà chính nó nói gặp nó gặp kìa. Nguyên nó mời trời đó mời dưới bàn Nguyên cô hai đậu dưới á. Mời bên cô cô ông Út. Được cái này là cái này cái này nó là muối xả. Rồi giờ mắm sao? Mắm quay. Quay là mắm lên YouTube. Không biết là Mỹ ngoại ha. Em biết tôi phải mắm đâu ạ. Trời ơi, mắm đâu đưa đi. Đây. Rồi mắm đi. Đây có hầm đâu, có hầm hai rồi mắm cho mắm. Hầm mắm rồi ăn mắm đi con. Ăn mắm trước đi. Mắm bự là. Hầm mày ơi, mày ấy gì chứ không được. Mày mới cho tao không được. Tao liệu cơm gắp mắm mà con. Cái này không có gắp. Vô Hải. Sao vậy? Ai vậy? Đâu? Hải gì đâu?